Sau mùa giải 2023-2024, rất nhiều người trong đó có cả tôi từng cho rằng huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ bị Manchester United sa thải. Nhưng có lẽ chức vô địch FA Cup đã cứu chiếc ghế của Ten Hag, hoặc Manchester United muốn chờ đến khi Gareth Southgate sẵn sàng trở lại dẫn dắt câu lạc bộ. Nhưng dù lý do là gì, họ đã kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm với chiến lược gia người Hà Lan. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là một tín hiệu đáng mừng với Ten Hag. Nếu có được sự tin tưởng, Man United đã gia hạn với Ten Hag từ cuối mùa giải thay vì chờ đến ngày 4 tháng 7. Nói thẳng ra, Quỷ Đỏ không muốn bước vào mùa giải mới với sự mơ hồ khi Ten Hag chỉ có một năm hợp đồng. Bên cạnh việc không có sẵn nhiều ứng viên thay thế, việc gia hạn thêm một năm với cựu huấn luyện viên Ajax là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và vì vậy, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ sẽ không quá coi trọng kết quả trong mùa giải mới 2024-2025. Nhưng ngược lại, Ten Hag cần phải tạo ra điều gì đấy để thuyết phục ban lãnh đạo mới của đội chủ sân Old Trafford trở nên tin tưởng ông. Mà rất có thể đó sẽ là lối chơi được định hình rõ nét của một ông lớn thực thụ. Thế nên chuyến du đấu Mỹ của Man United thực sự đáng để người hâm mộ chờ đợi. Họ muốn được nhìn xem một Man United với những ông chủ mới, những ban hợp đồng mới và muốn một Erik Ten Hag sẵn sàng đổi mới sẽ tạo nên một sự ấn tượng đặc biệt nào. Để rồi mọi thứ lại diễn ra không được như mong đợi của phần đông người hâm mộ. Đầu hiệp 2 trận giao hữu giữa Man United và Liverpool, cầu thủ trẻ Winfield vào sân thay lão tướng Johnny Evans. Nhưng đến phút 73, ngôi sao rất được kỳ vọng của Quỷ Đỏ rời sân vì chấn thương. Người thay thế Winfield là Maximilian Oyedele, chỉ mới 19 tuổi. Như vậy, đây đã là ca chấn thương thứ 5 của Man United trong tour du đấu hè 2024 này. Trước đó, đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Erik Ten Hag đã đón nhận 4 ca chấn thương. Tất cả đều đến với các cầu thủ trong đội 1, đó là Rasmus Højlund, Lenny Joro, Marcus Rashford và Anthony. Rashford và Anthony may mắn không bị thương nặng và thi đấu ở trận gặp Liverpool, nhưng Højlund và đặc biệt là Joro thì không may mắn như thế. Nếu như Højlund gặp vấn đề về gân khuèo và phải nghỉ 6 tuần, thì trung vệ Joro bị gãy xương chân. Bản hợp đồng trị giá 59 triệu bảng của Quỷ Đỏ dính chấn thương trong trận thua 1-2 trước Arsenal tại Los Angeles vào cuối tuần trước. Mặc dù Manchester United chưa tiết lộ mức độ chấn thương của trung vệ người Pháp, nhưng những dấu hiệu ban đầu không mấy khả quan. Cầu thủ 18 tuổi được phát hiện phải dùng nạng và đi giày bảo hộ bằng nhựa bên chân trái tại cơ sở đào tạo của Manchester United ở Los Angeles. Việc Joro có thể nghỉ thi đấu trong thời gian dài sẽ là một đòn giáng mạnh vào huấn luyện viên Erik Ten Hag và tham vọng của Manchester United. Theo kế hoạch ban đầu, cựu cầu thủ của Leeds sẽ ngay lập tức được trao cơ hội đá chính trong mùa giải tới. Ten Hag còn có những vấn đề khác ở hàng phòng ngự khi Lisandro Martinez vẫn chưa trở lại tập luyện sau khi giúp Argentina vô địch Copa America 2024. Trận mở màn Premier League gặp Fulham vào ngày 16 tháng 8 có thể diễn ra quá sớm với trung vệ này. Manchester United đã đến Hoa Kỳ mà không có hậu vệ phải, hậu vệ trái và trung vệ xuất sắc nhất. Tất nhiên, họ không phải là câu lạc bộ duy nhất phải đối phó với việc thiếu vắng một số cầu thủ tên tuổi của mình vì Euro và Copa America diễn ra vào mùa hè này. Tuy nhiên, trận thua 3 bàn không gỡ trước Liverpool cho thấy chất lượng hàng thủ của họ yếu kém như thế nào khi những lựa chọn hàng đầu không có mặt. Điểm sáng duy nhất của Manchester United là hầu hết các hậu vệ đá chính trước Liverpool sẽ không đá chính ở trận mở màn Premier League. Miễn là Diogo Dalot, Luke Shaw và Martinez tránh được chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Fulham. Tuy nhiên, nếu bất kỳ cầu thủ nào trong 3 cầu thủ đó gặp vấn đề, Man United sẽ gặp rắc rối. Rõ ràng vẫn đang có những dấu hỏi đặt ra về bộ phận y tế của Quỷ Đỏ khi nỗi ám ảnh chấn thương kéo dài từ mùa giải trước cho đến nay. Trong bối cảnh hiện tại, Quỷ Đỏ có thể phải tiếp tục nhắm đến việc chiêu mộ thêm những nhân tố nhằm có được lực lượng ổn định nhất cho mùa giải mới đang cận kề. Bằng không, họ sẽ phải chấp nhận có một khởi đầu không thực sự thuận lợi với một đội hình hoàn toàn là những sự chắp vá. Câu chuyện ám ảnh về giai đoạn tiền mùa giải năm ngoái đã một lần nữa quay trở lại làm khổ Manchester United. Chấn thương nối tiếp chấn thương, các cổ động viên của Quỷ Đỏ có lẽ chỉ cầu trời sao cho không phải nghe tin các thủ của đội bóng dính chấn thương sau mỗi lượt trận giao hữu. Sau tân binh Joro và Højlund, Kamanusian đã thót tim khi thấy hình ảnh Rashford và Anthony nhăn nhó rời sân trong trận gặp Real Betis. Rất may là cả hai chỉ bị đau và đã bình thường trở lại. Nhưng câu chuyện ấy có lẽ sẽ không tái hiện với trường hợp của trung vệ trẻ William Fish khi cầu thủ trẻ này phải rời sân bằng cáng cùng nẹp bảo vệ sau 30 phút thi đấu với Liverpool hôm qua. Chưa có thông tin cụ thể nhưng tất nhiên đây không phải một chấn thương nhẹ. Và giờ nhìn lại, hàng thủ của Man United đang có quá nhiều vấn đề liên quan đến chấn thương dù mùa giải còn chưa bắt đầu. Chẳng cần những chấn thương ấy thì Manchester United cũng đã dự tính mang về thêm một trung vệ. Còn tình thế bây giờ thì có lẽ phải là bắt buộc. Cái tên đang nằm trong tầm ngắm suốt mùa hè vừa qua của Quỷ Đỏ đang là Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan đã đồng ý các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Old Trafford và chỉ chờ câu lạc bộ nước Anh xuống tiền mà thôi. Thực tế, Manchester United đã gửi một lời đề nghị chung với con số 51 triệu bảng cho cả De Ligt và mục tiêu cộng kèm là Mazraoui, nhưng bị Bayern Munich từ chối ngay lập tức. Nhiều nguồn tin khẳng định Hùng Xám đang đòi 64 triệu bảng cho cả hai.
Nếu tình thế cứ như lúc này, có lẽ Manchester United sẽ hết kiên nhẫn và đành phải chấp nhận để đưa về thêm hai bản hợp đồng bổ sung cho hàng thủ đang quá nhiều những chắp vá. Còn ở hàng tiền vệ, những phát biểu của Ten Hag khẳng định rằng Casemiro vẫn còn quan trọng với họ cũng chẳng thể che giấu được sự thật rằng ngôi sao người Brazil đã hết thời. Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già là câu tục ngữ rất đúng, nhưng Casemiro mới 32 tuổi, thế mà tiền vệ này lại đang có những màn trình diễn thảm họa trong các trận giao hữu vừa qua. Liên tục bị qua người mất bóng truyền hỏng là những ấn tượng duy nhất mà nhiều cổ động viên của Man United còn đọng lại ở cầu thủ này. Thế nên bằng mọi giá, đội chủ sân Old Trafford cần bổ sung nhân sự ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Và Manuel Ugarte lúc này là giải pháp gần nhất mà họ có thể nghĩ đến. Giống như trường hợp của De Ligt và Mazraoui, Ugarte đã đồng ý chuyển đến Old Trafford. Khúc mắc còn lại chỉ là mức giá mà Quỷ Đỏ đưa ra có đúng với mong muốn của Paris Saint-Germain hay không thôi. Thời gian còn lại của phiên chợ hè chỉ còn lại hơn 3 tuần nữa. Đây là lúc Quỷ Đỏ cần hoạt động hết công suất để có thể đem về những cái tên phù hợp nhằm giải quyết những vấn đề hiện tại của họ trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh hay sắp tới là trận chung kết siêu cúp Anh với Man City tại Wembley. Với việc hàng loạt trụ cột dính chấn thương, các toan tính về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag trong tour du đấu hè này xem như phá sản. Bằng chứng là dù đội hình thiếu không nhiều ngôi sao hậu Euro và Copa America, nhưng Man United chơi khá tệ trong tour du đấu. Không thể hiện được các đường nét trong lối chơi, không cho thấy những mảng miếng đặc biệt. Quỷ Đỏ hiện còn Bruno Fernandes, Diego Dalot, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Alexander Garnacho và Lisandro Martinez vẫn đang nghỉ hè. Tân binh Joshua Zirkzee chưa ra mắt. Với các đội bóng khác, họ cũng thiếu nhiều như vậy, thậm chí còn hơn, bao gồm thất bại tan nát 0-3 trước Liverpool. Man United đã thua đến 3 trong 5 trận giao hữu đã chơi ở hè này, trong đó có 2 thất bại trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải Ngoại hạng Anh là Arsenal và Liverpool. Vì rõ ràng là màn penalty với Arsenal sau đó thực tế là vô nghĩa bởi Man United đã thua trong 2 hiệp chính. 2 chiến thắng còn lại đều trước các đối thủ dưới cờ là Rangers và Real Betis. Trong khi đó, Man City vừa thắng dễ Chelsea 4-2 trong trận cầu siêu sao Erling Haaland lập hat-trick. Bối cảnh này khiến các Manusian âu lo hướng về trận siêu cúp Anh với màn xanh vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Sao hơn nữa, đó là Ngoại hạng mùa giải 2024-2025 đã cận kề. Tuy thành tích không thực sự ấn tượng là vậy, nhưng Manchester United cũng cho thấy được những điểm sáng nhất định. Và chúng ta cũng đừng vội quên rằng thời điểm Quỷ Đỏ nguy hiểm nhất là lúc họ bị đánh giá thấp nhất. Trước trận chung kết FA Cup mùa trước, chẳng ai tin Manchester United lại có thể vượt qua được một Man City mạnh mẽ đến vậy và lên ngôi vô địch. Vậy nên không có lý do gì mà người hâm mộ của đội bóng này thôi hy vọng vào trận derby Manchester tại siêu cúp Anh tới đây. Manchester United đã trải qua 5 trận giao hữu trong hè này tính cả thất bại trước Liverpool vào hôm qua. Quỷ Đỏ cũng có chiến thắng chứ không phải không. Nhưng khi gặp các đối thủ cứng cựa đã quá quen mặt ở Ngoại hạng Anh như Arsenal hay Liverpool, nhiều vấn đề của đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag đã bị phơi bày. Dẫu vậy, khi nhìn lại vẫn có những điểm sáng hiếm hoi sau tour du đấu của đội chủ sân Old Trafford hè qua. Niềm an ủi lớn nhất với các cổ động viên của Manchester United lúc này có lẽ là sự trưởng thành rõ rệt của cái tên Amad Diallo. Cập bến Old Trafford từ đầu năm 2021, Amad khi ấy còn quá trẻ để ngay lập tức có chỗ đứng trong đội hình của Quỷ Đỏ. Và thực tế cũng chứng minh ngôi sao 22 tuổi chưa đủ khả năng để chơi môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Kết quả là Amad được đem đi cho mượn khắp nơi trước khi quay trở lại vào tháng 5 năm ngoái. Sau màn trình diễn hơn cả ấn tượng trong trận đấu với Rangers với một bàn thắng đẹp mắt, Amad Diallo tiếp tục được huấn luyện viên Erik ten Hag trao cơ hội thể hiện trong trận đấu với Real Betis. 3 key pass cùng một bàn thắng là không đủ để thể hiện hết những gì chân sút 22 tuổi đã làm trong trận đấu đó. Tấn công hay, Amad cũng không ngại góp sức vào mặt trận phòng ngự của câu lạc bộ. Nhìn Amad thi đấu, có lẽ Anthony nên tự biết số phận của mình ở mùa giải tới nếu ở lại Old Trafford. Bởi lẽ sự tin tưởng của ten Hag cho Amad đã được đền đáp và các đồng đội đã bắt đầu tìm kiếm anh ở trên sân. Sân khấu đã được dựng lên để Amad tỏa sáng vào mùa giải tới. Ngoài ra, Mason Mount cũng có thể coi là điểm nhấn rõ rệt trong hàng tiền vệ của Ten Hag ở các trận giao hữu vừa qua. Khi Bruno chưa trở lại, Mount được xếp đá ở vị trí số 10 thay vì là một số 8 như mùa giải năm ngoái. Kết quả là cựu tiền vệ Chelsea đã thể hiện tầm ảnh hưởng lên hầu hết các pha triển khai tấn công của Quỷ Đỏ trong các trận giao hữu vừa qua. Chỉ cần các vấn đề chấn thương không còn ám ảnh số 7 của Manchester United, có lẽ mùa giải tới sẽ là lúc anh khẳng định sự trỗi dậy của bản thân mình. Và đó là câu chuyện của Phút Bù Giờ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Nếu yêu thích video này, hãy cho chúng tôi một like, một share và một subscribe để ủng hộ ekip thực hiện. Những diễn biến mới nhất của những đội bóng hàng đầu châu Âu vẫn sẽ được cập nhật hàng ngày trên hệ thống kênh của Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.